được ngắt hạ, không được ngắt hoa của nhà trường đâu nhá. Hoa gì đấy? Ở nhà bà ngoại cháu có một con rắn và nó cắn cháu. Úi dồi ôi, con rắn đang cắn cháu à? Sợ nhờ. Hoa gì đấy? Ở nhà bà ngoại cháu có một con rắn và nó cắn cháu. Úi dồi ôi, con rắn đang cắn cháu à? Sợ nhờ. Rồi, nhanh. Nhiều hoa quá. Anh Thế. Wow, nhiều hoa quá. Mệt quá gì à? Nhiều hoa quá. Hoa gì đây? Hoa hồng. Thơm không? Hoa gì đấy con? Hoa hồng đấy. Wow, nhiều hoa quá. Nhiều hoa quá. Có thơm không? Hoa có thơm không? Đấy, hoa màu hồng đấy con ạ, đúng không?
Mệt chưa? Ôi mệt quá rồi. Ngồi nghỉ một tí nhá. Nay con mệt chưa? Anh Huy ơi, mệt chưa? Mệt rồi. Anh Huy mệt quá rồi. Mệt không? Nhưng mà chạy đưa đi. Nhưng mà thế có mệt không? Hai ba anh thấy chạy. Xuất phát. Bắt đầu. Chạy đi con. Bắt đầu. Ui chạy nhanh thế. Năng ngồi học bài đi. Ôi đây. Wow, rất đẹp luôn. Wow, đẹp quá. Cái này là cái gì đây? Chúng ta sang bên này đi. Ôi, đẹp quá. Bạn thế xuống đi, bạn thế xuống đi. Tranh vẽ cái gì đấy? Các bạn học sinh đấy. Các bạn học sinh đấy. Ủa đây này, có các bạn học sinh này. Còn các bạn học sinh đấy. Ôi, cái kia bằng nắp chai. Bằng nắp chai. Ôi làm bằng nắp chai. Đẹp quá. Cái này tranh này vẽ nhà này con này. Tranh này vẽ nhà này. Đây này, đây này. Vẽ nhà đấy. Vẽ nhà cao tầng đấy. Đẹp thế nhỉ. Nay xem tranh này đi con. Đây này. Tranh gì đây? Ui. Vẽ người, vẽ các bạn dân tộc à? Ủa, đẹp thế nhỉ. Màu gì cơ con? Màu gì đấy? Màu gì đấy? Màu xanh đá cây. Ui giỏi thế, màu xanh đá cây đúng rồi. Cái là màu gì con? Màu gì nhỉ? Nào bố xem nào. Tiếp theo nào. Ui đẹp quá. Cái gì màu gì đấy con? Màu cam à? Ui giỏi, màu cam đấy đúng rồi. Màu xanh lá cây đúng rồi. Có quần màu cam nhỉ con nhỉ? À, kia có cầu vồng kìa con. Này. Bên kia có cầu vồng kìa. Cầu vồng đây, cầu vồng đây, cầu vồng đây. Cầu vồng kìa, chỉ vào cầu vồng kìa. Giỏi, cho một tràng vỗ tay nào, hoan hô. Sang xem hoa màu gì đây này. Ui đẹp quá. Màu đen. Màu đen này. Màu trắng này. Ôi thế à. Màu đen, màu tím, mát trắng. Mát quá à anh Huy. Chị Na xem này. Con xem này. Ôi, xem hoa màu gì kìa. Màu tím. Hoa màu tím. Màu tím. Đúng rồi. Màu tím là màu
Ui. Này, đây, bên này có cầu vồng này. Mấy cái kia, cái cầu vồng gì? Đẹp thế. Đẹp quá. Cẩn thận ngã nha. Này, con ốc này ngửi thế nào, đang ngửi thế nào? Không, không ngửi đâu, không ngửi đâu. Thơm quá. Nào, bây giờ ra đi. Đi ra đi các bác. Không được dẫm vào hoa nhá. Ôi rồi anh Thế ơi, anh Thế dẫm vào hoa đấy à. Cẩn thận nhá. Con ốc này. Anh Huy ơi, cho bạn Na xem với nào. Mắt chai màu gì nữa? Cái đá đấy. Bạn Na mệt chưa? Con mệt chưa? Ôi xem bạn hít này. Hoa nhiều hoa thật đấy. Cái đá. Ôi bạn hít này. Con không được ngắt đâu. Không được ngắt. Hoa màu gì đi con? Rồi. Ôi, bồn hoa làm bằng lốp ô tô nha. Ôi, bạn gì đây? Này nhiều bạn nhỏ quá. Cái này là cái gì đây con? Này, cái bồn hoa. Cái bồn hoa làm bằng lốp ô tô đấy. Ôi, có cả cây lúa nữa này. Ôi, nhiều loại quá nhỉ, con nhỉ. Wow. Cái hoa màu gì đấy con? Ui, hoa hồng màu vàng con ạ. Ui đẹp thế. Ui. Hoa này màu hồng này. Đẹp thế nhỉ. Wow. Wow. Đẹp nhỉ. Đẹp nhỉ con nhỉ. Đẹp nhỉ. Đây. Rồi. Ngã đấy. Ngày bự rồi. Ra, Huy ơi. Đi. 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 Đi.
Cái đấy là cây đào à? Ôi mệt quá rồi. Rồi. Wow, nhiều các bạn nhỏ quá. Con chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy chạy chạy, chạy đi đánh bóng đi, đi đánh bóng ơi, giờ đi đánh bóng ơi. Ôi, bạn Nam mệt rồi.